Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, thợ đào đã gửi tới 315% doanh thu hàng ngày của họ cho các sàn giao dịch, nhưng giá Bitcoin vẫn chưa phản ứng. Theo Glassnode, doanh thu khai thác Bitcoin cao nhất mọi thời đại đã được gửi đến các sàn giao dịch. Hiện tại, có một sự tương tác trao đổi cực kỳ cao từ những người khai thác Bitcoin đã gửi một khoản tiền kỷ lục 128 triệu đô la cho các sàn giao dịch trong tuần qua. Con số này tương đương với 315% doanh thu hàng ngày của họ. Đã có một số đợt tăng đột biến về doanh thu của thợ đào gửi đến các sàn giao dịch trong đợt tăng giá năm 2021 khi họ thu được lợi nhuận. Cũng có một dòng vốn đầu tư lớn vào cuối năm 2022 khi thị trường chạm đáy chu kỳ. Tuy nhiên, đợt tăng đột biến mới nhất này đã khiến tất cả những đợt tăng trước đó thu hẹp lại một cách đáng kể. Thông thường, khi thợ đào gửi Bitcoin đến các sàn giao dịch, họ làm như vậy với mục đích để bán và thu lợi nhuận hoặc để trang trải chi phí. Tuần vừa qua là thời điểm tốt để thợ đào chốt lời vì Bitcoin đã mức giá cao nhất trong năm cho đến nay, chạm mức 31.400 đô la vào ngày 24 tháng 6. Vào thời điểm đó, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của CryptoQuant, Ki Jung-ju, đã lặp lại quan điểm này, nói rằng tỷ lệ giá trên thu nhập hiện tại là mức giá hấp dẫn để các công ty khai thác bán. Tuy nhiên, giá Bitcoin vẫn chưa bị ảnh hưởng và hiện tại vẫn đang giao dịch trên mức 30.000 đô la. Vùng giá 31.000 đô la hiện tại là mức kháng cự chính đối với Bitcoin, với các thị trường không thể phá vỡ nó vào giữa tháng 4 và một lần nữa vào cuối tháng 6. Nếu những người đầu cơ giá lên không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự này, dự kiến sẽ có những đợt điều chỉnh trong tương lai, đặc biệt là nếu các công ty khai thác bắt đầu thanh lý. Việc thị trường điều chỉnh cũng là một trạng thái lành mạnh để Bitcoin lấy lại đà tăng lên mức cao hơn nữa. Lợi nhuận khai thác Bitcoin đã tăng nhẹ trong tuần qua do giá Bitcoin tăng, nó hiện là 0,076 đô la TRH mỗi giây. Mặc dù giá Bitcoin tăng hơn 80% từ đầu năm đến nay, những người khai thác vẫn đang phải đối mặt với một số thách thức đầy khó khăn. Khả năng sinh lời đã giảm hơn 30% kể từ tháng 7 năm ngoái và giảm hơn 80% kể từ mức đỉnh của thị trường giá lên năm 2021. Khi được kết hợp với tỷ lệ bom gần như kỷ lục là 377 exahash mỗi giây và mức độ khó cao nhất, những người khai thác Bitcoin vẫn đang phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Tăng tỷ lệ bom và độ khó kết hợp với giá năng lượng cao hơn đã gây áp lực giảm lợi nhuận khai thác. Điều này có nghĩa là việc bán Bitcoin của họ có thể là một điều bắt buộc để trang trải chi phí. Và thông tin cuối cùng, các nền kinh tế lớn ở châu Á, bao gồm cả Trung Quốc, đang mở cửa cho tiền điện tử theo cách riêng của họ khi phương Tây tiếp tục siết chặt ngành công nghiệp này. Vào ngày 26 tháng 6, tờ Politico chuyên về chính trị của Hoa Kỳ đưa tin rằng Trung Quốc có nhiều cách để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh để thống trị tương lai của tiền tệ và tài chính. Nhờ có khu vực hành chính đặc biệt ở Hồng Kông, Trung Quốc có cách tiếp cận tiền điện tử đa hướng. Bắc Kinh đã cấm bán lẻ tiền điện tử, nhưng đang nỗ lực hết sức để triển khai các mạng blockchain của riêng mình và các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Điều này sẽ cung cấp cho nhà nước quyền kiểm soát chưa từng có đối với tài chính kỹ thuật số trong biên giới của mình. Nó thậm chí có thể mở rộng ra nước ngoài, xem xét số lượng các quốc gia chọn giao dịch với Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ sau khi từ bỏ đồng đô la. Tuy nhiên, thông qua Hồng Kông, Bắc Kinh cũng đã có thể tạo ra một vị trí thích hợp trong thị trường toàn cầu tự do cho các tài sản kỹ thuật số, có thể cạnh tranh với các trung tâm tài chính tự do khác. Công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, Tether, thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại Hồng Kông. Các cơ quan quản lý ở Hồng Kông đang gây áp lực buộc các ngân hàng lớn trong khu vực cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này hoàn toàn trái ngược với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, nơi các ngân hàng có thể sẽ cắt các dịch vụ dành cho khách hàng với các sàn giao dịch tiền điện tử. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.